Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình đánh giá xe độ của Hai Bánh.vn. Và hôm nay mình mượn được chiếc Exceter 135 phiên bản 4 số và đúng đời sản xuất của năm 2006, thuộc sở hữu của anh Hải. Thì Hai Bánh.vn cảm ơn anh Hải đã cho Hai Bánh có cơ hội được đánh giá con xe này. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào những món đồ chơi có trên nó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào đầu tiên thì sẽ nói về phần đầu của xe đi ha. Thì ở đây thì đập vào mắt mình á, trước tiên là sự mới lạ đến với bằng cặp cùm NVX. Đây, cái cặp cùm NVX này á, nó khác hơn so với cặp cùm zin của Exceter 135. Cái mẫu cùm này á, được Yamaha sản xuất có thể ráp được cho rất nhiều dòng xe như Luviad nè, Jupiter, Mio 110. Nhưng mà cái phần dây điện ở bên trong của nó thì mỗi loại xe thì phải câu khác nhau. Đặc biệt là khi câu lên các dòng xe xăng cơ sẽ có dư nút này. Đây, cái nút dư này. Và giúp cho chủ xe có thể câu được nhiều chức năng khác nhau. Và thường thường mình thấy nhất là các anh em hay câu là chế độ là tắt máy nhanh, để tiện lợi khi đậu đèn đỏ hoặc khi là muốn tắt máy. Nói chung là tùy các chủ xe muốn câu ha. Thì tiếp theo đó là phần đồng hồ. Đây, phần đồng hồ khá xịn sò mà để mình chùi cái đã có dấu vân tay quá. Đây, mở lên đầu tiên cho các bạn thấy nè, nó chạy nè. Ôi, ôi, nó đẹp ghê chưa. Đây là đồng hồ của Casio dành cho Exceter 135 4 số phiên bản thứ 2. Cái mẫu này á, là đời mới nhất hiện nay. Nó khác với phiên bản trước là nó có thêm cái phần nền bên trong được làm bằng cái chất liệu carbon, nhìn nó sang hơn so với cái màu tối thông thường của cái phiên bản cũ. Kế bên còn có một cái phần nút trắng. Cái phần nút này dùng để chỉnh các thay đổi bên trên của đồng hồ. Đây, mình có thể set up các thông số bên trong cũng bằng nút này, chuyển đổi các thông số đo cũng bằng nút này luôn, tiện lợi vô cùng. Rồi tắt điện cái để cho nó đừng có hao bình, chút nữa chủ xe đạp chửi. Đây, tiếp theo là phần cùm tăng tốc của Domino. Phần cùm tăng tốc này sẽ giúp cho hành trình dây da được rút ngắn nhiều hơn. Tuy nhiên đây là chiếc 135 4 số đời 2006, được chủ xe giữ zin nguyên bản, không một đụng chạm gì cho tới máy móc. Cho nên đó, chiếc cùm này chỉ được gắn thêm phục vụ mục đích làm kiển là chính. Kế đến là bộ tay thắng Rambo RCS19. Bộ tay này cho khả năng bóp thắng êm hơn, đi kèm với nhiều chế độ tăng chỉnh như là tăng đưa biên độ tay thắng nè, tùy thuộc theo cái bàn tay mình ngắn hay dài mà mình tăng ở đây. Kế bên là chống gãy, và khi mà có va chạm gì đó thì cái này sẽ bật lên trên. Phía bên ngoài đó, thì chủ xe có bắt thêm một cái bộ cao su để bảo vệ cái phần đầu tay thắng, giúp cho sản phẩm được đẹp hơn và bền hơn theo thời gian. Đó. Và xung quanh là nhiều vài chú ốc đi, nhiều vài chú ốc inox sáng bóng. Và một phần đèn LED trắng thay thế cho đèn halogen vàng nguyên bản. Và đó là những gì có trên dàn đầu chiếc Exceter 135 này. À, xin lỗi mấy bạn, hồi nãy mình hơi chăm chú vào những món đồ chơi xịn sò nhiều quá mà quên nhắc tới những chi tiết làm nên cái cảm giác lái êm ái nhất cho chủ xe, đó là phần bao tay. Bao tay này đến từ thương hiệu Rorip, kết hợp cùng gù dẹp mang phong cách của Salaya. Đây, nói là êm hơn rất nhiều so với bao tay zin. Và mặc dù là trời đang khá nóng và tay mình đang chảy mồ hôi, nhưng khi mà mình cầm lên mình dặn á, thì cảm giác là bao tay vẫn rất là bám và dặn ra rất là đã, êm lắm nha các bạn.
Và tiện ở đây thì mình nhìn thấy là cái tổng thể bên ngoài của chiếc xe đã được thay đổi phần màu sơn, kết hợp đó là màu đen, trắng cùng với đó là màu xanh để tạo nên sự nổi bật và mới lạ cho chiếc xe này. Không quên nhắc đến là bộ tem ghép đây mang phong cách của LC135 với chữ LC được làm đỏ ở phần ốp trước và ốp sau, làm cho chiếc xe cực kỳ nổi bật. Đây, đứng ở góc này luôn thì các bạn sẽ thấy này, phần lốc máy. Phần lốc máy đã được sơn lại một cái tông màu khá lạ. Phải nói là lần đầu tiên mình nhìn thấy một chiếc Exeter 135 mà sơn cái tông màu này. Thường thường hiện nay thì các bạn chơi là sơn màu đen nhám, màu vàng đồng của lốc FZ150. Nhưng phần lốc này là lạ nhất và phá cách nhất của chiếc xe này. Sự kết hợp xung quanh là một dàn ốc inox với phần đầu xa la da sáng bóng, khá liền lạc. Đây. Rồi, và bây giờ sau khi nói qua phần đầu, phần dàn áo và điểm lạ ở nơi lốc máy, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dàn chân trước. Nhưng trước tiên để mình quay chiếc xe lại cho anh MC anh dễ quay phim nữa. Đó, vậy cho ảnh dễ quay phim. Đây, đây là toàn bộ những gì có trên nơi dàn chân trước. Thì ở đây chủ xe sử dụng dây dầu heo xám, bấm một cái dàn đầu cực kỳ đẹp. Cái dàn đầu này được chủ xe tinh chỉnh và tính toán rất nhiều sao cho phù hợp nhất với tư thế, với thế của dàn chân, và để lộ ra dòng chữ Fando trên con heo dầu trước. Cái dòng heo này là hai bích đối xứng, mang lại lực thắng mạnh mẽ hơn cho chiếc xe. Phần đĩa thắng này là được chủ xe đặt gia công riêng, mang kích thước là 260mm, được bắt thẳng vào chiếc đùm trước thông qua một bộ thớt lồng nhỏ bên trong. Thì việc là do chủ xe là xuống bánh căm, nhưng mà kích thước của con heo lại quá lớn, cho nên bắt buộc chủ xe phải làm một cái thớt lồng nhỏ để kê chiếc đĩa ra ngoài, ăn gian được cái mặt đĩa để không bị cạ cứng mặt sau của heo. Kèm theo đó, ở đây mình nhìn thấy là chủ xe sử dụng là niềng Racing Boy đen kết hợp cùng vỏ Michelin City Grip Pro, làm nên một dàn chân cực kỳ đẹp. Xung quanh thì phải nói là cái chiếc xe này được chủ xe dọn rất là tinh tế. Phải từng chi tiết nhỏ trên đó đều được thay đổi hết, kể cả cục canh nè. Cục canh cũng được thay bằng inox. Rồi phần cốt, rồi phần tán cốt cũng được thay lại hết bằng chất liệu inox. Nói là con xe này được chủ xe của dọn công phu trong từng chi tiết nhỏ. Đây, phía trước đây thấy một cái logo Titan hình chú mèo may mắn, thay thế cho logo Yamaha nguyên bản. Rồi, sau ghi hết phần dàn chân trước, bây giờ ta sẽ đến phần dàn chân sau. Đây, mình lại tiếp tục quay một vòng nữa. Đây, xô ra phần dàn chân sau. Thì ở đây chủ xe hầu như là giữ gìn tất cả những chi tiết nguyên bản, như là gác chân, gấp, chân trống. Tuy nhiên tất cả đều đã được xi và thay mới lại hết. Bởi vì chiếc xe này đã có tuổi đời tính tới hiện nay là phải hơn 13 năm, cho nên những cái xuống cấp của nó bên ngoài thì phải sơn sửa lại, phải xi mới là một điều rất dễ hiểu. Thì ở đây thì chủ xe đã tháo bỏ phần phục zin, thay bằng phục ô liền. Bộ ô liền này có chiều cao là theo mình nhớ là khoảng tầm 203mm, là dành cho Exeter 135. Gắn vô thì cảm giác nó của chủ xe thì nói là xe khá lùng. Này, các bạn có thể thấy. Và phần bánh thì được đưa cao hơn khi mà đã chống đứng, chứng tỏ là cây phuộc này là sản phẩm đúng size của F135,
chứ không phải là mod từ một dòng xe nào khác. Một chút nữa thì mình sẽ xin phép chủ xe được chạy thử một vòng để cảm nhận cái chiếc xe 206 mà đúng zin, xem nó vận hành ra sao và phần phuộc này sẽ được nhúng như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một số chi tiết trên phần dàn chân này. Và ở phần dàn chân này thì bên đây các bạn nhìn có cảm giác như là zin, nhưng những điểm zin này mới là những chi tiết đáng nói tới mà chủ xe đã trau chuốt cho con xe này. Ví dụ như ở đây thì phần cao su gác chân cũng đưa ra được thay mới. Và đây là nguyên một cây bô được mua mới hoàn toàn. Bởi vì những cây bô của đời xe này tính tới thời điểm bây giờ đã quá cũ, thì sẽ bị hỏng bên trong, móc, nói chung là tùm lum thứ bên trong đó. Cho nên là để vận hành ổn định nhất có thể thì chủ xe đã thay nguyên một cây bô mới. Và bên trên đó là các chi tiết ốc cũng được thay bằng ốc inox kiểu Salaya, tương tự như những gì mình đã nói lúc nãy. Và thật sự mình không thể nào mà chờ được nữa. Bây giờ mình sẽ phải lái thử nó ngay thôi. Phải lái thử một con xe mà vào năm 2006, là lúc đó mình học khoảng lớp 7, lớp 8 gì đó. Mình nhìn con xe này mình mơ ước lắm kìa. Phải nói là mình mơ ước được sở hữu nó một lần lắm vào những cái năm đó. Và đến bây giờ mình mới thật sự được chạm vào một con còn zin nguyên một cái phần lốc máy, nguyên một cái phần động cơ bên trong như vậy. Mình rất là hào hứng để chạy thử. Và bây giờ các bạn đợi một chút nha, mình chạy thử xong rồi mình sẽ nói về cảm nhận của nó cho các bạn. A few minutes later. Vâng, và bây giờ sau khi mình đã được chạy thử một vòng chiếc xe này thì mình có nhiều thứ để nói hơn với các bạn. Đầu tiên là về cái độ lanh của nó khi đời. Phải nói là một chiếc xe 206 nhưng mà đến bây giờ á, cái khả năng, cái độ lanh của nó khi đời vẫn còn rất ổn định. Đây các bạn có thể thấy chỉ cần một bấm thôi, một bấm nhẹ là chiếc xe đã có thể nổ máy. Một bấm, không cần phải bấm quá nhiều. Một cái bấm chất lượng là chiếc xe đã có thể nổ máy. Đó, đây các bạn có thể nghe được cái tiếng máy. Cái động cơ mà 206 đến bây giờ đã hơn 13 năm mà nó còn êm tới cỡ này. Phải nói là nó còn êm hơn cái chiếc Sonic mà mình đang sở hữu. Cực kỳ êm. Và với cái khối động cơ mà 135 mà chỉ có 4 số thì đem lại cái gia tốc của nó là mạnh hơn so với cái phiên bản mà 135 5 số mà mình đã từng sở hữu. Mà nói là cảm giác được chạy cái con xe này là ao ước của mình, phải nói rất là lâu rồi, từ năm cấp 2 tới bây giờ, đến bây giờ mới được chạy một cái con xe mà còn zin đẹp như thế này. Nói đẹp. Thật sự là bây giờ cái cảm giác của mình là không có một từ nào có thể diễn tả hết cho các bạn nghe được. Nhưng mà khối động cơ này phải nói là cực kỳ tuyệt. Phải nói là sở hữu một con xe 135 4 số đến bây giờ là mình cũng ao ước lắm. Và chắc chắn thì tương lai mình sẽ phải sở hữu một con như thế này. Nói về phần phuộc sau thì như các bạn, thì như lúc nãy mình đã nói với các bạn á, thì cái cảm nhận của mình khi leo lên cái cây phuộc này thì cái xe á, nó lùn hơn so với là lúc mà gắn cái phuộc zin. Cảm giác leo lên á, thì cái đầu xe nó vẫn còn hơi cao một tí xíu, cho nên nó gây cho mình cái cảm giác lái nó không được thăng bằng cho lắm. Nói chung là tùy theo, tại vì cái chiều cao của mình là khác so với cái chiều cao của chủ xe. Nhiều khi thì chủ xe leo lên như vậy thì ổn, còn đối với cái chiều cao của mình leo lên thì chiếc xe có thể nói là cái phần đuôi nó sẽ hơi lùn hơn cái phần đầu tí xíu. Nhưng mà lực nhúng của nó khi mà mình chạy qua cái điểm giảm tốc nè, rồi khi vào cua thì rất là ổn định. Nói chung là chạy cái phuộc này á, hoàn hảo. Những cái lúc mà mình đi qua ổ gà hay là lúc mà qua mấy gờ giảm tốc á, thì phuộc nhúng nhưng mà tạo cái cảm giác cho mình là giống như là lướt trên đường thẳng. Hầu như là lướt qua luôn chứ không phải là phải có những cái lúc mà mấp mô giống như là đi phuộc zin nữa. Rồi, đây, giờ đá trống đứng lên cho các bạn nhìn thêm một lần nữa về chiếc Edge 135 này.
Và đó là những cảm nhận và những đánh giá của mình về chiếc Exciter 135 này. Mình phải xin lỗi các bạn tí xíu là hồi nãy trong clip mình có hơi quá phấn khích, cho nên những cái lời của mình nói về cái động cơ của con xe này có thể là nó hơi sai một tí xíu, nhưng không sao, đó là những cảm xúc thiệt của mình về chiếc xe này. Và các bạn đừng quên like và subscribe cho Hai Bánh để chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những chiếc xe đẹp hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.